quý vị khán giả thân mến, đồng hành với chương trình đặc sản miền sông nước đã lâu và Ngọc Phụng cũng đã có cơ hội nghe được rất nhiều tâm sự của quý vị khán giả gửi về. Và Phụng nhớ là có một lời tâm sự như thế này: người miền Tây mà, mỗi khi thấy một cái dáng áo bà ba, nghe một cái phương ngữ mộc mạc, hay là được nghe nhắc tới hai chữ nhà quê, rồi được nghe kể về những món ăn rặt ri Nam Bộ, thì tự nhiên lòng lại thấy rưng rưng, quay quắt nhớ. Nhớ quê, nhớ nhà, nhiều khi chịu không có nổi. Mà thiệt vậy quý vị ơi, món ăn quê mình, từ món chính, món phụ, tới món giải khát, món ăn kèm, hay là những cái món ăn giặt ăn chơi cho đỡ buồn miệng thôi, cũng đều trở thành những miền ký ức thật đẹp, xứng đáng để người ta nâng niu và trân trọng. Làm gì có ai đi xa quê hương mà không thấy nhớ nhà? Làm gì có ai lớn lên, già đi mà không quay quắt nhớ về ký ức của những ngày xưa cũ? Cái ngày lên ba lên năm, cái hồi còn con nít thơ dại và hồn nhiên, hòa mình vào quê hương mà lớn lên cùng năm tháng. Ở nhà quê, có sông, có ruộng đồng, có cây dại mé đường, có chợ quê chồm hổm gắn liền với các bà các mẹ buôn bán tảo tần, mớ rau con cá, hay thúng xôi, rổ bánh để nuôi bầy con còn nhỏ dại. Ở nhà quê xa lắc xa lơ hồi đó, chúng ta còn có anh chị em, có lũ bạn cùng trang lứa, cứ sáng sáng là rủ nhau đi học, học về lại rủ nhau trốn ngủ trưa, rồi giang đầu ngoài trời nắng để đi chơi giáp xóm. Tụi con nít ở quê được thỏa sức sáng tạo trò chơi dựa vào những thứ cây lá có sẵn ở xung quanh và được ăn những thứ quà vặt mang đậm hương vị của miền sông nước. Quà vặt tuổi thơ là cái bánh mẹ mua cho ở buổi chợ sớm, là chén chè mẹ nấu trong trái bếp nghèo, là mấy thứ trái dại cứ tới mùa là đầy rẫy, là những cách ăn rặt dị quê nhưng ngon lành và đầy thương, đầy nhớ. Có đứa nhỏ nào ở quê mà chưa từng trải qua cảm giác nhấp nhổm, nôn nao lúc đứng lúc ngồi ở trước cửa ngõ, đợi bà, đợi má đi chợ về? Bởi hơn ai hết, mấy đứa nhỏ biết chắc chắn rằng bà và má sẽ mua về cho tụi nó những thứ bánh trái ngon lành để cùng chia nhau. Có gì cao sang mắc mỏ đâu, khi thì mấy miếng cốm gạo ngọt ngọt, cắn vô miệng nhai nghe giòn rụm, khi thì mấy cái bánh ú có nhân đậu xanh bùi bùi, ngồi giỏng lắc lư ăn một hồi là no căng cái bụng, hay mấy củ khoai gói bắp hầm chùm củ lùng nhai sực sực vui miệng. Ở quê mà, hồi xưa đâu có được đủ đầy như bây giờ, cũng không có dư giả tiền bạc, nên món ăn vặt khi đó chỉ là những thứ có sẵn ở quanh nhà, hay nhiều khi được tụi nhỏ vô tình khám phá ra khi vui chơi cùng nhau. Bữa nào hên hên lụm được mấy cái hộp vịt đẻ rớt thì không có gì hấp dẫn bằng món hộp vịt bọc đất sét rồi chất rơm mà đốt. Ta nói làm đồ ăn thì lẹ lắm, nhưng mà mấy đứa nó quậy thô rồi luôn. Đứa này móc sình trét đứa kia rồi chọc qua đứa nọ, tới khi lửa rơm cháy tàn, moi được cái hộp vịt ra thì đứa nào đứa nấy dính mặt mũi quần áo lấm lem. Ăn uống không có nhiêu đâu, nhưng quan trọng nhất chính là niềm vui của thời thơ trẻ và là sự trải nghiệm, sự gắn bó thân thuộc với quê hương mà con người ta đã sinh ra và lớn lên ở đó. Tuổi thơ của bất kỳ ai lớn lên ở nhà quê chắc chắn đều có sự gắn bó với những trái dại ở nơi này. Những cây bình bát, bụi nhãn lồng, mấy cây me, sơ ri, cây ổi, chùm ruột. Có cây nào mà chưa từng đồng hành cùng mấy đứa nhỏ nhà quê trải qua một thời tuổi dại đâu. Me non đem cạo rửa sạch bột phấn ở ngoài rồi chấm muối ớt, mắm ruốc hay trộn chung mắm đường thì chỉ cần nghe nhắc tới thôi là đã ê răng tới tứa nước miếng. Còn như gốc sơ ri, gốc chùm ruột thì đã trở thành địa điểm tụ họp lý tưởng của mấy đứa nhỏ trong xóm luôn rồi đó. Thọc cây cần mốc hay leo thẳng lên cây là có liền mớ trái ngon, bỏ vô miệng nhai mấy cái liền. Chàng ơi, ta nói nó chua gì mà dữ thần,
chùa nhắm mắt, chùa le lưỡi, chùa nhăn mặt nhăn mày. Vậy chứ không nghe đứa nào chê, mà cứ ăn hết trái này tới trái khác vậy hả? Cái sự ghiền trái dại nhà quê không phải chỉ dành cho con nít, mà người lớn cũng thèm dữ lắm đó. Trên đường về quê, chợt thấy cây bình bát mọc dại bên đường đang treo đu đưa trái chín vàng ươm và bay mùi thơm phức, là nhất định phải ngừng lại, thọc xuống rồi đem về làm thành món bình bát dầm đá đường, ăn cho thỏa lòng, thỏa dạ. Gọt vỏ trái chín, đem bỏ vô ly, thêm muỗng đường, sau đó dầm cho từng muối bình bát rời ra, thêm mấy cục nước đá nữa là có liền món ngon. Múc một muỗng bỏ vô miệng, ta nói vừa thơm vừa ngọt, lại lạnh lạnh mát mát. Mặc dù nhá hột hơi mỏi miệng chút, nhưng mà đó cũng là cái thú vui khi thưởng thức món ăn rất đổi bình dân này. Có những thứ quà vặt nhà quê nhờ công tìm tòi của mấy đứa con nít mà bây giờ đã trở thành đặc sản được nhiều người thương hương nhớ vị. Cọng năng bộp hay còn được kêu là cỏ năng, rau năng, bây giờ là đặc sản của xứ Bạc Liêu, Sóc Trăng. Nhưng ngày xưa nó chỉ là thứ đồ ăn chơi của trẻ chăn trâu lúc rảnh rỗi buồn miệng mà thôi. Với con dế cũng vậy đó. Con dế cơm chua rút trong bụi cỏ, nhỏ xíu và rất nhanh nhẹn, nhưng vẫn không thoát khỏi tầm mắt của tụi nó. Thôi thì đủ trò, nào là lăn lê ra bụi cỏ, nào là đào hang bắt dế, rồi cả món dế nướng đóng rơm ăn béo béo vui miệng nữa. Những người lớn đã từng là mấy đứa nhỏ hồi xưa đã nói rằng lúc đó thiếu thốn nên ăn bậy ăn bạ vậy thôi. Ai dè ăn riết thấy ngon thấy nhớ, rồi trở thành ký ức từ hồi nào không hay không biết. Những món ăn chơi ăn vặt đó quý vị mà bây giờ Phượng để ý nha, nhiều khi còn ở dưới quê mới có thôi. Đó chính là những cái bữa mà trưa trưa xế xế đó, thấy buồn miệng quá, chạy đi ra tìm thọc lén mấy cái trái xoài non nè, mấy trái chuối chát nè, hay là mấy trái đu đủ hùm hùm, rồi bẻ mấy cái trái cóc nữa, đem vô chấm cơm mẻ hay là chấm ớt thiệt là cay, ta nói nó ngon gì đâu luôn đó. Hay là còn có cái thú ăn vặt là những cái trái như là hột bích lùi tro nè, trái điệp, trái keo nè. Con nít ở dưới quê hồi xưa mà thiếu thốn khổ cực trăm bề luôn vậy đó, cho nên là cái tánh hay tìm tòi những cái thứ xung quanh nhà mình, có cái gì ăn cái đó, riết rồi những cái thứ cây trái dân dã lại trở thành quen, ăn hoài lại càng thấy ngon, và mãi nó cũng trở thành một cái hương vị độc đáo mà cũng chỉ có ở nhà quê mới có thôi. Các bà các mẹ ở quê giỏi thu gián việc nhà nên cũng rất rành rẽ trong việc tận dụng những nguyên liệu dư thừa trong nấu ăn để làm thành vài món ăn vặt cho mấy đứa con nhỏ. Thí dụ trái bí rợ gọt vỏ đem nấu canh, hấp gà, nấu chè. Còn phần hột moi ra sẽ được rửa sạch rồi rang trên chảo nóng với nhúng muối nhỏ cho tới khi chín, để nguội là ăn được. Bóc cái hột bí cắn nhẹ một cái là tách được vỏ ra. Ăn phần ở bên trong thấy giòn giòn, bùi bùi, có hơi béo béo, xen lẫn một chút vị mặn, rất bắt miệng. Còn như trái mít xẻ ra thì phần hột mít cũng có thể làm được món ăn chơi mà tụi con nít quê ngày xưa rất thích. Hột mít đem lùi trong tro bếp sau một đêm, sau đó moi hột ra rồi rửa sạch và luộc chín. Cái hột mít luộc khi lột vỏ ra thì có màu trắng tươi, ăn thơm, bùi và dẻo dẻo, bột bột. Nhai một hồi có hơi thấy khát nước một xíu, nhưng mà vị ngon của nó thì khó lòng mà chối cãi được. Dù nhà lúc nào cũng có trồng mấy bụi chuối để dành ăn, hay dư giả đem bán kiếm thêm đồng ra đồng vô. Vào mùa mưa, nhiều khi gió lớn quá thì quầy chuối gãy ngang. Chuối vẫn còn xanh, uổng hết sức uổng. Nhưng người dân quê không bỏ phí cái gì bao giờ. Chuối sống thì có món ăn riêng của nó mà. Chuối sống đem gọt vỏ, sắc miếng,
rồi chấm vô chén muối ớt cơm mẻ cay cay mà thưởng thức. Ta nói ai chưa biết món này sẽ thấy sao mà ngộ quá. Còn như ai đã ăn quen thì chỉ cần nghe nói thôi là thấy thèm chịu không nổi. Còn nữa nha, chuối già sống đem bỏ vô nồi luộc chín, sau đó lột vỏ ra, dọn chấm chung với đường, muối ớt hay chấm muối mỡ là hợp rơ vô cùng. Muối mỡ là thứ đồ chấm rặc ri Nam Bộ mà bây giờ có lẽ ít người còn biết tới. Hành lá sắc nhỏ, muối ớt đâm nhuyễn cho cay, tất cả bỏ chung vô chén. Mỡ đem sắc nhỏ rồi thắng cho thành tót, sau đó mới chế nước mỡ nóng vô trong chén muối ớt và hành đã chuẩn bị hồi nãy. Lấy muỗng trộn đều lên là có liền chén đồ chấm đầy ấn tượng rồi đó. Chuối già còn xanh đem đi luộc sẽ không bị ruột rã mà chắc và mùi thơm, vị lạc, nhai hơi sượng sượng rất lạ. Khoái gì chấm nấy nghen, chấm với đường thì ngọt ngọt dễ mê, chấm muối ớt mặn mặn cay cay kích thích vị giác. Còn như bẻ trái chuối ra, quẹt vô muối mỡ rồi bỏ vô miệng nhai, thì ta nói chứ cái vị ngon này, cái sự kết hợp độc đáo này đúng là rất ăn ý, rất hợp rơ và cũng rất là dễ khiến người ta bắt ngay hồi nào không biết. Buổi xế chiều trời mát mà cái miệng lại thấy buồn buồn, mấy đứa nhỏ sẽ được người lớn làm món này cho ăn, vừa để ngon, vừa để vui miệng và cũng để cho tụi nhỏ bây giờ thông qua sự cảm nhận về mùi vị món ăn mà thấy yêu, thấy thương hơn và càng thấy trân trọng hơn những nét đặc trưng trong ẩm thực dân dã của quê hương miền Tây sông nước. Ngọc Phượng xin được kính chào quý vị khán giả của chương trình Đặc sản miền sông nước. Quý vị thân mến, ai có đi xa thì chắc mới hiểu được cái nỗi nhớ quê nó quay quắt tới như thế nào. Bởi nếu mà đã nhớ rồi đó, thì nhớ từ dòng sông, mái nhà, nhớ tới người quen người lạ, nhớ cả những cái bụi cỏ ở hai bên đường, nhớ cả những món ăn quê, nó quê trớt, quê trơ và quá đổi bình thường. Mà sau hồi đó mình có thể ăn ngon lành tới như vậy, để rồi bây giờ người cũ đã đi xa, có khi cách quê hương cả nửa dòng trái đất luôn vậy đó, ăn bánh tây nè, kẹo ngoại nè. Nhưng mà trong lòng thì cứ ao ước là được thưởng thức một cái hột bí rang muối nè, rồi hột mít lùi tro, hay là mấy cái hột vịt lụm mót đó đem đi bọc bùn rồi nướng chia nhau ăn, hay là mấy cái trái me keo nhiều khi chắc ngầm luôn vậy đó, rồi mấy cái thứ trái chu lè chu lét đem đi chấm với ớt thiệt là cay mà thi nhau hít hà. Có phải là nhớ lắm rồi không quý vị?